Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Nói đoạn nàng đứng dậy với vẻ đầy giận dữ. Châu Thanh vội đứng dậy theo bảo: Phương muội, em làm sao vậy? Quỳnh Tử Phương trở lại dịu giọng đáp: Thanh ca, anh cứ an tâm, em đã có cách tự bảo vệ lấy mình rồi. Em đã quyết định, sự bắt buộc em không thể nghe theo lời anh được, mong anh tha lỗi cho. Anh sẽ ngầm theo bảo vệ em. Khỏi phải làm như thế, anh nên biết hiện trong lúc này anh đang mang kỳ bảo ở trên người, nếu rủi ro gặp phải bọn họ nguy hiểm không biết đâu mà lường. Giờ tốt hơn hết là anh nên nghe lời em mà gấp rút tìm nơi an toàn để ẩn thân, để nghiên cứu bộ kỳ thư. Nói đoạn nàng đưa tay nhặt lấy mặt nạ rồi đeo lên mặt, sau đó nói tiếp: Thanh ca, em xin bái biệt, mong anh và các vị nên gấp rút lên đường, để chậm trễ sợ e bất tiện. Châu Thanh biết không còn cách nào để cản nàng được nữa, nên vội nói: Phương muội, anh xin nghe theo em. Xong khi anh muốn vào thủy phủ thì phải làm thế nào đây? Viên Bích Thủy Châu vẫn còn ở bên anh chứ? Phải, rất tiện. Vậy anh hãy nhớ khi xuống đến đáy sông rồi, ngay trên vách đá có đề bốn chữ lớn: Thủy Phủ Động Thiên. Anh hãy dùng chưởng đánh ngay vào nét chữ thiên ba lần thì cửa động sẽ lập tức mở ra. Phương muội, anh đã nhớ rồi. Nhưng còn một điều anh còn chưa an lòng là chưa phục hồi lại được công lực cho em. Anh cứ an tâm, không chừng khi gặp lại anh thì công lực của em còn hơn xưa nhiều. Em tự tin như vậy. Thủy phủ chủ nhân đã tìm đại được trực thụ tuyệt học võ công nên có thể giúp em được. Anh cũng mong vậy. Thôi em xin đi đây. Châu Thanh liếc nhìn mọi người một lượt, đoạn bỗng thấy thân hình mảnh mai của Quỳnh Tiểu Phương, rồi chàng đặt một nụ hôn nồng nàn: Phương muội, cho phép anh đưa em một đoạn đường. Không, em không thể từ chối được. Vừa nói chàng vừa đưa tay bế thân hình của nàng lên, rồi quay sang bảo dơi nghịch lưỡng quái khách: Ta sẽ về Địa Linh Cung, giờ thì các vị cứ đi trước và ta sẽ theo sau ngay. Lời nói vừa dứt thì thân người của chàng đã rời khỏi ngoài mười trượng. Nghịch lữ quái khách vẫy tay ra dấu, bọn bốn người từ từ cất bước âm thầm theo sau. Châu Thanh bồng Quỳnh Tiểu Phương chạy thẳng một mạch mười mấy dặm đường. Đến khi hai người vừa đến quan lộ, Quỳnh Tiểu Phương vội bảo: Hãy thả em xuống, anh đưa em đi một đoạn nữa. Không, anh chớ quên rằng dưới mắt thiên hạ em vẫn là Hận Thế Ma Cơ. Nếu rủi ro để họ biết em mất cả công lực thì hậu quả sẽ không lường được. Châu Thanh giờ chỉ còn biết đành nghe theo lời của nàng, đành đặt nàng xuống. Thanh ca, anh nên quay lại thì vừa. Anh thật không an lòng tí nào. Với kinh nghiệm bao năm trên giang hồ của em sẽ không đến nỗi bị hại đâu. Xin anh cứ an lòng mà lo việc của anh. Anh có một điều muốn hỏi. Điều gì vậy? Tại sao em phải dùng mặt nạ của Hận Thế Ma Cơ trong giang hồ vậy? Sư lệnh không thể vi phạm được, nên em khó nói ra, mong anh hiểu cho. Bỗng nàng đưa tay chỉ nơi đầu đường và nói nhanh: Kìa, anh xem, dường như có người đến. Châu Thanh vội đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của nàng. Quả nhiên nơi xa xa xuất hiện mấy bóng trắng và đang chạy nhanh về hướng chàng. Các bóng trắng xuất hiện ấy khiến chàng nghĩ đến đối phương có thể là thuộc hạ của Nhất Thống Hội. Chẳng bao lâu mấy bóng trắng đã chạy kề đến chỗ của hai người. Dẫn đầu đám người ấy là một bạch bào lão nhân, và đi sau là năm đại hán cũng toàn mặc một sắc phục trắng. Châu Thanh đứng ngay giữa đường, mặt tựa như là băng giá, lạnh lùng đưa mắt nhìn đám người vừa đến. Sáu tên bạch y thải đều rõ bộ mặt kinh ngạc, từ từ đứng sát vào nhau. Bỗng lão đứng trước đưa tay ra dấu cho tên đại hán bên cạnh.
Tên đại hán đột nhiên đưa tay lên không vẫy một lượt. Một tức khắc, hai luồng tên lửa bắn lên không trung. Châu Thành biến sắc, đưa mắt đầy sát khí lạnh lùng nhìn lão già đứng trước và hỏi: "Các hạ là người của Nhất Thống Hội, phải? Có danh hiệu gì chăng?" "Phi Long đường chủ Lý Thu Nông đây." "Bắn hiệu lệnh phải chăng cầu diện thủ đến đối phó với tại hạ?" "Đúng vậy." Châu Thanh nghĩ đến Quỳnh Tiểu Phương, giờ chẳng còn một chút công lực nào ở trên người. Nếu quả diện thủ của đối phương đến kịp thì khó mong thoát thân. Chỉ bằng thừa cơ hội chưa đến mà cản đường mấy tên này cho Quỳnh Tiểu Phương an toàn lánh đi trước thì hay hơn. Nghĩ đoạn liền bước sấn tới trước mặt, rồi lạnh lùng nói: "Tại hạ vốn chẳng muốn giết người, vì các hạ đã có ý tìm đến chặn đường nên buộc lòng tại hạ phải ra tay vậy." Tiếng vậy vừa dứt thì chưởng mặt đã phát mạnh ra, nhắm ngay ngực của Phi Long đường chủ công tới. Lý Thu Nông tung người tránh sang một bên rất xa và chẳng không lại, chứng tỏ ông ta tự nhận thấy chẳng phải là đối thủ của Châu Thanh. Ông chỉ hy vọng cố kéo dài thời gian để chờ đợi diện thủ. Châu Thanh tất nhiên cũng biết tâm ý của đối phương, nên chàng cố công nhanh để Quỳnh Tiểu Phương được an toàn. Chàng rít lên một tiếng, thân hình tựa sao băng, nhảy phóc lên dùng ngay chiêu tàn thân, công thẳng vào đối thủ. Chiêu tàn thân là tuyệt học của Quyết Cốc, quyền diệu vô lượng. Một nhóm cao thủ cũng chưa hẳn đã có thể tránh đỡ nổi chiêu thức này. Phi Long đường chủ biến sắc, song chưởng vội đưa ra thủ thế mấy nơi yếu điểm. Một tiếng đùng kèm theo tiếng rú khẽ, thân người của Phi Long đường chủ loạn choạng thối lùi mấy bước dài, miệng không ngớt tuôn đầy máu tươi. Châu Thanh chẳng đợi đối phương có đủ thì giờ lấy lại thăng bằng, chàng liền bồi thêm một chiêu đoạt mệnh nhắm ngay vào ngực của đối thủ. Bỗng một tiếng quát lớn phát ra, năm tên bạch y đại hán thấy thủ lãnh đang bị nguy nên nhất loạt phóng lên xuất chưởng. Năm đạo kình lực thế tựa như bài sơn đảo hải cuồn cuộn dồn ép về phía đối phương. Châu Thanh khẽ bị dao động, chiêu thức cũng bị đánh trệt sang một bên. Phi Long đường chủ đáng lẽ đã bị thiệt mạng dưới chiêu đoạt mệnh của Châu Thanh, nhưng nhờ có đồng bọn kịp tiếp tay nên chỉ bị đánh lùi khoảng một trượng ngoài. Châu Thanh hừ lên một tiếng tức giận, đôi chưởng liên tiếp dùng ngay thế toái thi, nhanh như chớp, đánh sang năm tên đại hán. Một tiếng rú thất thanh phát ra, ba tên đại hán đều đánh bạc tơi bời thế chưởng hiểm độc. Toái thi làm cho mấy mươi mảnh, chân tay mỗi nơi mỗi khúc, giăng rải đầy trên mặt đất, cảnh tượng trông khủng khiếp vô cùng. Phi Long đường chủ hồn vía lên mây, song vì đường đường là một đường chủ, nên không cho phép ông ta ngồi yên xem thuộc hạ bị thảm bại. Giả lại đối phương cũng chẳng chịu dễ dàng để cho ông ta yên. Giờ chỉ còn có cách là đấu trí mạng một phen. Nghĩ đoạn liền thét lên một tiếng, song chưởng liên hồi công ra 18 thế. Châu Thanh bị thế công trí mạng của đối phương nên buộc thối lùi mấy bước. Hai tên đại hán nãy giờ đứng trơ người, giờ thấy thủ lãnh có mồi thắng thế liền tuốt kiếm xông tới, kích vào hai bên hông của Châu Thanh. Châu Thanh bình tĩnh và thừa cơ Phi Long đường chủ sơ hở, chưởng mặt vội vận dụng cả sức bình sanh phát mạnh ra. Chỉ nghe một tiếng rú thất thanh, thân người của đối phương bị bắn văng cuộn tròn mười mấy vòng ở trên mặt đường cái quan. Cũng vừa lúc đó Phi Long đường chủ bị đánh ngã thì hai đường kiếm của hai tên đại hán cũng rạch gió thích tới kề người của Châu Thanh. Châu Thanh thất kinh vội tung người lên tránh khỏi, để cho đường kiếm vừa hết trớn, không đợi cho đối thủ kịp thu về. Nhanh như chớp chàng liền đưa hai tay ra chộp lấy hai trường kiếm và giật mạnh. Đoạt xong binh khí chàng liền rẫy mạnh. Hai tên đại hán rú lên mấy tiếng thất kinh, không hẹn mà cùng liên tiếp thối lùi mấy bước. Thuận tay Châu Thanh dùng hai thanh trường kiếm theo hai tên đại hán. Tiếp theo là hai tiếng rú thảm thương. Hai thanh kiếm đó đã ngay ngắn, cắm phập vào ngực của hai tên đại hán kia. Quỳnh Hiểu Phương thấy vậy vội dục: "Thanh ca, anh nên rời khỏi nơi này đi, còn phần em sẽ lo liệu lấy." Châu Thanh chưa kịp mở miệng liền nghe bên cạnh có một giọng nói âm lạnh vọng lại: "Châu Thanh, kể ra người xuống tay cũng khá âm độc đó." Châu Thanh giật mình vội quay qua phía phát ra tiếng nói nhìn, bất giác cảm thấy toàn thân rợn rợn. Thì ra cách chàng ba trượng đã có bốn bóng người, mặc toàn là đồ trắng, đang chú mục nhìn chàng.
Trên ngực của mỗi người đều phân biệt đề bốn chữ Phong Vũ Lôi Điện, to tướng bằng mực đen. Bốn người họ chẳng phải ai xa lạ, chính là tứ đại kim cang của Nhất Thống Hội. Phong Kim Cang sau khi liếc sang Hận Thế Ma Cơ phát lên một tràng cười quái dị và nói: Lại có cả Hận Thế Ma Cơ nơi đây, hèn chi Phi Long Đường chủ cùng năm thuộc hạ chẳng chết sao được. Lôi Kim Cang đỡ lời rồi tiếp: Châu Thanh, vợ ngươi chịu bó tay hay đợi lão phu ra tay đi? Châu Thanh không khỏi thầm lo ở trong bụng nghĩ: Nếu một đối một thì tứ đại kim cang kia không phải là đối thủ của ta. Nhưng nếu để cho họ hợp lực thì nhiều nhất ta có thể cầm nổi hai người. Như thế có mong gì mà cứu được Quỳnh Tiểu Phương? Giờ chỉ còn cách là liều mạng, dùng kế. Rồi nghĩ đoạn chàng lạnh lùng cười nói: Bốn vị lại đây phải chăng chỉ vì hợp đan kỳ thứ? Phong Kim Cang đứng đầu tứ kim cang liền đáp: Phải. Đồng thời cũng cần ngươi nữa. Cần ngươi? Phải. Tại hạ thổi giờ chỉ thích hành động đơn độc, nên chẳng muốn liên can đến bất cứ ai cả. Hận Thế Ma Cơ là người ngoài, sau khi nàng rời đây rồi chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện. Châu Thanh, ngươi chớ có giở trò ấy. Hận Thế Ma Cơ đã đánh đổi tin tức của chiếc hộp đen để cứu mạng ngươi, vậy bảo nàng là người ngoài sao được? Hận Thế Ma Cơ lạnh lùng bảo: Bốn vị chắc đã phụng lệnh mà hành sự, vậy muốn đạt thành công việc giao phó của chủ, các vị chúng ta nên công bằng mà bàn điều kiện thì hơn. Phong Kim Cang sáng mắt vội lên tiếng hỏi: Điều kiện gì? Ta sẽ theo các vị đến tổng đàn của quý hội và bài vẽ cách đoạt chiếc hộp đen kỳ thư. Điều kiện: Hãy để Châu Thanh tự do rời khỏi chỗ này. Châu Thanh vội lớn tiếng bảo: Hận Thế Ma Cơ, việc của tại hạ mong người chớ để tâm đến. Lôi Kim Cang lớn tiếng cười bảo: Lão đại, chớ lãng phí thời giờ, chúng ta cứ bắt luôn cả hai đi thì tiện hơn. Châu Thanh cười khải bảo: Bắt cả đi, lời nói sao dễ dàng quá. Quả Kim Cang lạnh lùng khích: Người có cách gì để đối phó không? Hận Thế Ma Cơ vội dục: Sao, các vị thấy điều kiện vừa rồi thế nào? Phong Kim Cang cười khải bảo: Hận Thế Ma Cơ, ai cùng ngươi bàn điều kiện? Giờ ngươi chớ hồng bài trò để mong tẩu thoát. Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng Châu Thanh nảy ra một ý định táo bạo: Làm thế nào sao cho Quỳnh Tiểu Phương toàn thân rời khỏi nơi đây rồi sẽ tính. Ý định đã quyết vậy, chàng liền đưa tay vào người, lấy công cộng tàn giản đưa ra ở phía trước mặt và bảo: Hộp đen kỳ thư ở nơi đây. Quỳnh Tiểu Phương hoảng hốt kêu lên: Châu Thanh, anh điên rồi sao? Bốn vị kim cang bỗng sáng mắt lên, không hẹn mà cùng bước đến gần Châu Thanh mấy bước. Châu Thanh lạnh lùng quát: Tốt hơn các vị hãy đợi nói rành mạch đã, nếu không tôi sẽ bóp mạnh một cái là xong bộ kỳ thư này. Quả nhiên bốn vị kim cang đều dừng bước đứng yên. Phong Kim Cang có vẻ nghi ngờ nên hỏi: Châu Thanh, làm sao chứng thực rằng đó là bộ hộp đen kỳ thư vậy? Châu Thanh hừ một tiếng lạnh lùng rồi đáp: Ta chẳng phải là kẻ giả hoạt, ngươi tin hay không tin là tùy ở ngươi. Ngươi chịu tự giao ra? Tạm thời khoan bàn đến việc này, giờ hãy để cho Hận Thế Ma Cơ rời đây trước cái đã hay. Ngươi định bày mưu gì đấy? Nàng không thể vì chuyện riêng của ta mà phải liên lụy đến thân. Quỳnh Tiểu Phương vội quát: Châu Thanh, anh sẽ hối hận sau này. Anh tưởng làm như vậy mà em chịu bỏ đi hay sao? Bốn kim cang đều nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, chẳng hiểu Châu Thanh cùng Hận Thế Ma Cơ đang bày trò gì đây. Châu Thanh nóng lòng hỏi: Bộ em định cùng chết một lượt hay sao? Còn hơn anh phải hối hận suốt đời. Nói đoạn dời bước đến gần bờ sông. Châu Thanh như linh cảm có điều chẳng lành nên hoảng hốt nói: Em định làm gì thế? Quỳnh Tiểu Phương giọng u buồn thốt: Châu Thanh, vĩnh biệt anh. Lời vừa dứt, nàng liền phóng xuống ngay giữa dòng sông đang chảy xiết. Châu Thanh vội réo lên: Phương muội, em không thể. Đoạn phóng người nhảy theo. Khoan đã. Tiếp theo là một luồng kình lực tựa bài sơn đảo hải, bức chàng thối dội trở lại. Kẻ ra tay chính là Quả Kim Cang đang đứng kề bờ sông. Quỳnh Tiểu Phương từ từ chìm xuống giữa đáy dòng sông,
rồi biệt tích luôn. Châu Thanh đầu óc choáng váng và như muốn ngất tại chỗ. Bốn kim cang lúc ấy từ từ đứng tản ra bốn phía thủ thế. Châu Thanh đứng nhìn dòng nước cuồn cuộn, bất giác đôi dòng lệ từ từ tuôn chảy. Chàng thở dài ngao ngán và lẩm bẩm: thế là hết. Phương muội, sao em lại nông nổi đến như vậy? Quỳnh Tử Phương là người của chàng và cũng có thể nói là một vị ân nhân, đã không biết bao nhiêu lần cứu nguy chàng, và ngay như hôm nay nàng cũng đã vì chàng mà liều mình. Thật trên đời chẳng gì đau đớn bằng phải chứng kiến cảnh người yêu chết mà vô phương ra tay tiếp cứu. Trong lúc nghĩ ngợi miên man, bỗng một luồng kình phong kề sát bên mình. Chàng hoảng hốt, đôi chưởng lập tức đưa ra phạt mạnh một đường. Bùng! Một tiếng chưởng của chàng cùng đối thủ giáp vào nhau, cả hai đều bị chấn dội mấy bước. Đau khổ, tức giận biến thành độc ác, và từ cái độc ác đã khiến cho chàng bừng khởi ý nghĩ sát nhân. Chàng nghiến răng kèn kẹt, gương mặt tuấn tú bây giờ của chàng trong chốc lát đã trở thành một gương mặt dữ tợn, với đôi mắt đỏ ngầu không ngớt chậm chạp chiếu thẳng vào mặt của Điện Kim Cang. Điện Kim Cang tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, song ở trong lòng không khỏi hồi hộp lo sợ. Sát! Tiếng thét tựa như là một tiếng rống của một con mãnh hổ đang lúc cùng đường bí lối. Tiếp theo thân hình nhanh như sao băng phóng thẳng về trước, song chưởng dùng tận lực bình sinh nhắm ngay người của Điện Kim Cang mà công tới. Thế công liều lĩnh chẳng khác nào một quả núi bổ xuống ngay người của đối phương. Một tiếng rống kinh hồn phát ra, người của Điện Kim Cang bị bắn văng nằm dài dưới mặt đất, máu me tuôn chảy thành dòng. Còn lại ba vị Kim Cang như vừa tỉnh cơn mộng, đồng một loạt phóng lên xuất chưởng. Ba đạo bài sơn đảo hải bức ép ngay người của Châu Thanh, khiến cho chàng không khỏi thối lùi ra sau. Máu mũi tự nhiên tuôn chảy, song nhờ quyền quy thần công trong người hộ lấy thân thể nên chẳng bị thương nặng. Ba Kim Cang thấy chưa hạ được Châu Thanh nên tức lòng lộng. Phong Kim Cang bỗng quát lớn: lão phu thề phải phanh thầy ngươi. Châu Thanh cũng chẳng chịu vừa thét lại: thù hôm nay quyết sẽ lấy máu của tất cả nhất thống hội mới xong rửa sạch. Tiểu tử chết đến nơi vẫn còn phách lối, hãy vào xem tên lão cẩu kia. Bỗng lúc ấy mấy bóng người từ xa lanh lẹ đã phi đến. Ba Kim Cang vừa trông thấy thảy đều biến sắc. Mấy người vừa đuổi kịp chính là Nghịch Lữ Quái Khách, Quái Khất Nhiếp Phi cùng huynh đệ Âu Thị. Nghịch Lữ Quái Khách vội ngó Châu Thanh rồi hỏi: thiếu chủ Quỳnh cô nương đâu? Châu Thanh đau đớn đáp: bị bức ép đã nhảy xuống sông liều mình rồi. Cả bốn người cùng lúc phát ra tiếng kêu kinh dị. Nghịch Lữ Quái Khách bỗng thét lớn: giết sạch ba tên cẩu tạc này đi. Tiếng thét vừa dứt thì thân người của ông đã phóng ngay đến bên Phong Kim Cang. Hai huynh đệ Âu Thị cũng nhắm quả Kim Cang mà xông tới. Quái Khất Nhất Phi vừa định xông lên liền bị Châu Thanh giành trước công, thẳng vào Lôi Kim Cang, một trận ác chiến trong chốc lát bỗng diễn ra. Nghịch Lữ Quái Khách vừa xuất chưởng đã dùng ngay chiêu Kim Cang phục ma, công bức Phong Kim Cang thối lùi liên tiếp. Được thấy ông ta dở ngay chiêu thứ nhì là Di Đà Hổ Pháp, đánh thẳng vào ngực của đối phương. Nghe một tiếng rú khẽ, Phong Kim Cang đã bị bắn người ra ngoài hai trượng. Nghịch Lữ Quái Khách lại phóng tới, chộp lấy hai chân của đối phương, mạnh tay xé ra làm hai mảnh, ruột gan của hắn bắn văng đầy đất. Bên cạnh Châu Thanh như cuồng loạn, liên tiếp dở toàn những thế độc, khiến cho Lôi Kim Cang chỉ còn biết né tránh chứ chẳng công lại được. Huynh đệ Âu Thị cũng hiệp lực đấu với quả Kim Cang, đôi bên vẫn cầm đồng nên chưa phân thắng bại. Vừa lúc ấy thì đột nhiên có tiếng quát phát ra: dừng tay! Tiếng quát dường như có một oai lực uy mãnh, khiến cho người đang say đấu bỗng dừng lại, giáo giác nhìn xem. Nghịch Lữ Quái Khách vừa thoáng thấy kẻ vừa đến, liền nhanh nhẹn phóng người đến bên cạnh Châu Thanh bảo: thiếu chủ hãy rời khỏi nơi này, chúng tôi sẽ đem toàn lực ra ngăn chặn tên ma đầu kia. Người vừa đến mình mặc áo bào màu trắng, râu tóc bạc phơ, mặt đầy loang lỗ và vết sẹo, khiến người nhìn thấy không khỏi kinh hồn. Lôi quả hai vị Kim Cang còn lại vội bước đến cùng kính tùng hồ: thừa kiến tổng chủ. Lão quái nhân ừ một tiếng,
Hai kim cang vội cúi đầu, hai người nép ra sau. Châu Thanh lo ngại hỏi nghịch lữ quái khách: lão quái nhân ấy là ai vậy? Nghịch lữ quái khách trầm giọng khẽ đáp: Bà Diện lão tổ. Công lực của y cao thâm hơn Thông Thiên giáo chủ nhiều. Châu Thanh nghe nói giật mình. Nghịch lữ quái khách tiếp lời nói lớn: thiếu chủ lập tức rời khỏi nơi đây, nếu trễ nải so ra hậu quả rất là khó lường. Châu Thanh lạnh lùng nói: bảo ta chạy trốn ư? Nghịch lữ quái khách nóng lòng dục: thiếu chủ, giờ chẳng phải lúc nói đến chí khí hào kiệt được. Người quân tử lắm lúc cũng phải quyền biến. Giả lại, vật thiếu chủ đang mang ở trên người không thể để lọt vào tay kẻ ác được. Thiếu chủ hãy nghe ta. Châu Thanh rã rời nói: một kẻ võ công còn cao hơn cả Thông Thiên giáo chủ, ta mong gì mà thoát được. Chàng nói vậy chẳng phải là không có lý. Công lực của Ba Diện lão tổ còn cao hơn cả Thông Thiên giáo chủ, thì dù nghịch lữ quái khách và quái khất nhiếp phi có gắn đến đâu đi chăng nữa, cũng khó mong mà cản nổi đối phương để chàng có thể trốn yên được. Nghịch lữ quái khách vẫn một mực dục: thiếu chủ hãy chạy nhanh lên. Châu Thanh cương quyết bảo: không, ta không muốn bất cứ người nào phải hy sinh cho ta. Cùng lúc ấy, Lôi Kim Cang tiến gần đến Bá Diện lão tổ, nói vài câu gì đó rất nhỏ. Chỉ thấy Bá Diện lão tổ vừa nghe xong, chiếu đôi ánh mắt sáng quắc chăm nhìn vào mặt của Châu Thanh và cất giọng gian gian nói: tiểu tử kia, ngươi có phải là Châu Thanh không? Không sai. Trọng công tàn giáng nơi người của ngươi. Châu Thanh vừa nghe không khỏi giật mình. Trong giới võ lâm nhiều nhất chỉ biết là Hộp Đen và Kỳ Thư là cùng, song không ai biết được Kỳ Thư lại là vật như thế nào. Hồi nãy đối phương mở miệng đã nói ngay ra tên của Kỳ Thư, khiến chàng không thể ngờ được. Chàng thầm nghĩ, đã đến thế này thì chàng có tìm cách chối cũng vô ích. Đoạn chàng liền cười nhạt đáp: đúng, đem ra đây. Không lẽ phải đợi lão phu ra tay mới chịu đem ra sao? Châu Thanh nghiến răng bảo: trừ phi ta chết bằng không, chớ có hồng. Chú nhỏ này khá là ngông cuồng đó, thật chẳng biết trời cao đất dày như thế nào hả? Nếu lão phù muốn lấy mạng ngươi thì chỉ cứ việc phất tay một cái là đủ rồi. Châu Thanh nghe nói tức bực hừ một tiếng, xong chàng chẳng biết làm gì hơn nên đành đứng im. Nghịch lữ quái khách, quái khất nhiếp phi cùng huynh đệ Âu Thị bốn người không hẹn mà cùng nhích sát thân người đến bên Châu Thanh và thủ thế. Ba Diện lão tổ ngửa mặt cười vang, đoan nhìn thẳng vào mặt của Châu Thanh với giọng âm lạnh: tên tiểu tử kia, người chẳng biết sống chết mà. Châu Thanh chẳng chịu vừa, quát mắt thét lại: Châu Thanh, ta chưa hề cúi mình sinh mạng sống với ai bao giờ. Được, lão phù sẽ cho ngươi tội nguyện. Lúc ấy Châu Thanh đã ngầm dẫn cả toàn lực vào chưởng tay để chuẩn bị đối phó. Tuy thừa biết công lực của chàng chẳng phải là địch thủ của đối phương, song lòng tự trọng và đang cơn tức giận nên chàng cố đánh liều. Bà Diện lão tổ quét mắt nhìn bọn nghịch lữ quái khách một vòng rồi cất giọng rang rảng bảo: bốn đứa kia hãy tự tuyệt đi để khỏi phí công lão phù xuống tay. Nghịch lữ quái khách vì có chiếc khăn che mặt nên không thấy rõ nét mặt của lão biến đổi ra làm sao. Quái khất nhất phi cùng huynh đệ Âu Thị đều không khỏi biến sắc, song vẫn đứng im bất động. Bà Diện lão tổ thấy không thể dùng lời hăm dọa nên tức lòng lộng thét lớn: thế này buộc lòng lão phù không ra tay không được rồi. Lời nói vừa dứt thì chưởng tay của ông ta đã phóng mạnh ra. Thế chưởng xem chẳng có gì, song ngầm ở bên trong là một luồng kình lực tựa như bài sơn đảo hải cuồn cuộn bắn ra, khiến cho cả năm người nhất thời loạn choạng đứng không vững. Châu Thanh cùng bốn người cả kinh, không hẹn mà nhất loạt phóng chưởng để chống trả. Công lực của năm người tuy có khác biệt, song cũng đều là cao thủ trong võ lâm. Với thế công liên thủ hợp lực ấy chẳng phải là điều thường. Năm luồng kình phong cùng lúc bắn tới rẹt gió, phát ra âm thanh xào xào rợn cả người. Kình phong tạo thành âm thanh vừa phát ra, sắc mặt của Ba Diện lão tổ biến, song ông ấy liền lấy lại bình tĩnh phát chưởng gạt nhanh. Năm người bên Châu Thanh bị thế công trả bất thần của đối phương nên thải đều bị đánh lùi thêm ba bước. Bị một chưởng của Ba Diện lão tổ, xong cả năm người đều vô hại. Biết đối phương chưa thật tình ra tay,
Nghịch Lữ Quái Khách giỏi nhất dần đến bên Châu Thanh rồi trầm giọng bảo: "Thiếu chủ hãy chạy mau lên." Nói xong liền phóng người đem cả sức bình sanh của mình công ngay vào đối thủ. Quái Khất cùng huynh đệ của Âu Thị cũng thét lên và xuất chưởng đánh tới tấp. Kinh lực cùng chạm nhau phát lên những tiếng dội kinh hồn. Đất bụi bắn tung khắp bốn phía, mịt mù. Tiếp theo mấy tiếng ự, bóng người bị lây văng ra loạn xạ. Nghịch Lữ Quái Khất và Quái Khất Nhiếp Phi bị bắn xa ngót cả trượng ngoài, thân người lảo đảo. Còn huynh đệ của Âu Thị thì bị đánh nằm ở dưới mặt đất không gượng dậy nổi. Châu Thanh bị bắn tung lên không, đã nghe ba viện lão tổ thét: "Kẻ nào dám cả gan cùng lão phu đấu đâu?" Thân người như một cánh én nhạn tung bay lên cả 10 trượng, giữa không trung liên tiếp mấy thế rồi hướng người vào một cánh rừng nhỏ sát vách núi. Trong nháy mắt bóng của Châu Thanh và ba viện lão tổ đã khuất dạng. Nghịch Lữ Quái Khách cùng bọn đang ngơ ngác nhìn, bóng từ xa truyền lại giọng nói rất nhỏ: "Bốn vị lập tức về ngay Địa Linh Cung, phần thiếu chủ vẫn được bình an." Nghịch Lữ Quái Khách kinh nghiệm thâm thúy trong giang hồ, song vẫn không sao đoán nổi giọng nói của kẻ sĩ từ phương nào truyền đến. Cùng việc Châu Thanh thất tung, bằng cách nào cũng không thấy rõ được tí dấu vết. Kẻ bí mật nào đã dám ngay trước mặt của ba viện lão tổ mà cứu người trốn thoát, với thần pháp ấy thật là một điều ít thấy trên đời. Quái Khất chỉ đứng im trong chốc rồi lại lên tiếng thốt: "Quái, thật là quái lạ." Anh em Âu Thị lúc bấy giờ mới từ dưới đất gượng ngồi dậy, sắc diện cả hai đều nhợt nhạt khó coi vô cùng. Nói đến Châu Thành, khi vừa bị ba viện lão tổ đánh văng lên không trung, bỗng lại trông thấy nơi hông của mình đau đớn. Tựa như có người kẹp chàng bay thẳng vào trong rừng với một tốc độ không thể tưởng tượng. Điều khi nghe ba viện lão tổ thét thì chàng đã lọt ngay vào một bụi cây rậm rạp giữa rừng. Và tiếp theo là một chiếc bóng trắng thoáng ngang qua mà chẳng biết đó là ba viện lão tổ. Chàng định thần ngó quanh, xung quanh chàng vẫn im bặt. Kẻ vừa cứu chàng là ai, chàng vẫn chưa được thấy rõ mặt. Nơi đường cái quan, Nghịch Lữ Quái Khách tự như vừa tỉnh một cơn mộng vội bảo: "Đi, chúng ta hãy nhanh rời khỏi nơi này." Nói đoạn, bốn bóng người liền nhanh nhẹn phóng đi, khuất dạng. Châu Thanh ngồi trong bụi một hồi lâu, vẫn chẳng thấy động tĩnh chi, nên bắt đầu nóng lòng hỏi: "Xin hỏi cao nhân nào đã ra tay cứu tại hạ?" Chàng nghe phía sau có giọng nói đáp rất nhỏ và tự như phát ra từ một nơi cách chàng rất xa: "Xin đừng khua động, ba viện lão tổ có lẽ lại sắp đi ngang qua đây." Châu Thanh chỉ còn biết ngồi im, dơi bao sự thắc mắc ở trong đầu. Chàng thầm hỏi: "Kẻ cứu ta là ai? Với thân pháp tự như là U Linh, thật không thể nào đoán được. Là nhân vật nào trong giang hồ? Từ khi gặp nghĩa huynh Cam Giang và được Quyết Cốc chủ nhân dạy cho quyền quy thần công, cùng với ba tuyệt chiêu, ta đã ngầm cho rằng có thể lăn lộn trên chốn giang hồ chẳng còn mấy lo ngại nữa. Nào ngờ rừng Võ Lâm có biết bao nhiêu là cao thủ ẩn danh, Nhất Cốc, Nhị Viện, Tam Cung chủ nhân mà trước kia chàng cho là tuyệt thế. Nay chàng mới hiểu là chỉ trừ có Quyết Cốc chủ nhân, còn Nhị Viện Tam Cung công lực chẳng làm gì sánh nổi với Thông Thiên giáo chủ và ba viện lão tổ. Nói vậy, lúc trước phụ thân của Cam Tiểu Mai được nổi danh là Ngọc Viện vô địch, chẳng hiểu công lực của ông ta còn cao thâm đến mức nào mà được xưng là vô địch." Chàng đang miên man suy nghĩ, bỗng trước mặt lại một chiếc bóng trắng thoáng ngang qua, ngược hướng theo khi nãy và khuất dạng. Chàng không đoán cũng biết đó là ba viện lão tổ, sau khi chàng không ra liền quay về. Lại một hồi lâu, bỗng phía sau phát lên một giọng nói: "Thiếu chủ, xin thiếu chủ tha lỗi về việc tạm thời không tiện ra mặt để chào hỏi." Thêm một lần ngạc nhiên, kẻ bí mật ấy lại gọi chàng là thiếu chủ. Chàng thắc mắc không hiểu song thân của chàng trước kia là nhân vật thế nào trong Võ Lâm, mà đến nỗi nhiều nhân vật cao thâm ngày nay đều nhận là thủ hạ của người. Song tại sao họ cứ mai danh ẩn tích và hành động bí mật như vậy, chẳng biết bên trong có điều gì ẩn khuất. Chàng cảm động hỏi: "Các hạ là ai? Thiếu chủ cảm thấy giọng nói của ta xa lạ sao?" Qua giọng hỏi ấy, chàng bắt đầu moi lại trí nhớ.
Chàng mang máng dường như đã có nghe qua giọng nói này, song không nhớ rõ là ở đâu. Lần này chàng mới định được hướng phát ra tiếng nói, nhưng chàng vẫn không làm sao thấy được người. Và người ấy đã có lời cáo lỗi trước, nên chàng không có cách nào để yêu cầu ra mặt được. Thiếu chủ không còn nhớ sao? Không nhớ được. Thiếu chủ còn nhớ người trong rừng không? À! Châu Thanh giật mình đánh thoát. Chàng nhớ lại tự xưng là Lâm Trung Nhân. Người đã bức chàng để mượn quyết tâm, đồng thời chàng nghĩ đến những lời đối thoại giữa Quyết Cốc chủ nhân và Cam Tiểu Mai. Chàng vội hỏi, các hạ là Quỷ Ảnh Tử sao? Ồ, phải rồi. Lần này đối phương trở lại giật mình sau tiếng ồ. Ông liền lấy lại bình tĩnh và hỏi, do đâu mà thiếu chủ biết được tên thật của ta vậy? Tại hạ đã về Quyết Cốc. Đúng vậy. Các hạ đã bị Quyết Cốc chủ nhân nhận ra lai lịch. Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Do lời Quyết Cốc chủ nhân mà ta biết được các hạ. Thiếu chủ, tên thật của ta xin thiếu chủ từ nay đừng nên gọi đến nữa. Tại sao vậy? À, việc quan hệ đến quyết cựu của chủ nhân. Ồ. Châu Thành bất giác thối lùi mấy bước. Hai chữ quyết cựu như kim đâm vào tim của chàng. Toàn thân chàng như bị điện giật run rẩy cả người. Nếu quả thân thế của chàng không bị lầm lẫn thì chàng đang mang phải một mối quyết hải thâm cựu. Việc này đang còn trong bóng tối, mong thiếu chủ chớ tiết lộ ra. Còn trong bóng tối? Phải, ta còn một việc muốn thưa với thiếu chủ. Xin cứ nói. Trước lúc mượn quyết tâm của thiếu chủ, vì chưa biết thân thế của thiếu chủ nên có điều mạo phạm. Chuyện ấy là chuyện nhỏ, có gì phải nói đến. Còn điều này, khi thiếu chủ cùng quyết nữ Cam Tiểu Mai lúc chia tay, Châu Thanh bỗng nhớ lại, đang lúc chàng cùng Cam Tiểu Mai đang say sưa âu yếm thì bỗng có tiếng cười quái gở thức tỉnh chàng. Nếu không, chàng đã đi đến chuyện phi lễ mất rồi. Bất giác mặt chàng bỗng đỏ bừng lên ngượng ngập hỏi. Vậy khi ấy, người phát ra tiếng cười chính là các hạ sao? Xin thiếu chủ tha lỗi cho. Ta rất cảm ơn các hạ đã kịp thời đánh thức ta. Những hành động nông nổi ấy, tôi thành thật mong thiếu chủ từ nay hãy đối với Cam Tiểu Mai như là người bạn và chỉ trong vòng tình bạn mà thôi. Vì sao vậy? Bên trong có một nguyên do trọng đại nhưng hiện giờ không thể nói ra được. Châu Thanh giật mình, bên tai của chàng vẫn còn văng vẳng lời thề của Cam Tiểu Mai. Nếu một ngày kia anh không còn yêu em nữa thì em sẽ chết. Chàng rùng mình lẩm bẩm. Một câu si tình có lẽ nào là sự thật chứ? Chàng thầm bảo, không đến nỗi vậy. Ta quyết không phụ tình yêu của nàng, dù là mối tình có diễn biến thế nào đi chăng nữa. Thiếu chủ! Chuyện gì? Kỳ thư tạm thời do ta cất giữ. Giờ xin thiếu chủ hãy lập tức trở về ngay Địa Linh Cung. Kỳ thư sẽ cùng với thiếu chủ đến nơi một lượt. Châu Thành bỗng nhớ đến, trực liền đưa tay vào áo mò qua xem thử. Trọng công tàn giảng đã không còn ở trong người của chàng nữa. Chàng chỉ biết gật đầu liền đáp. Thế cũng được. Quỷ Ảnh Tử lại nói. Thiếu chủ có thể lên đường ngay bây giờ. Ta sẽ ngầm theo bên thiếu chủ. Nghịch lữ quái khách giờ chắc cũng đã đi rồi. Các người ấy được bình an không? Chỉ có huynh đệ Âu Thị bị thương nhẹ. Xong chẳng có gì là đáng lo nữa. Châu Thanh nghe nói mấy người giúp chàng chẳng việc gì nên mừng rỡ, bỗng trầm giọng nói. Các hạ theo cấp bậc về tuổi tác thì cháu xin gọi bằng tiền bối cho tiện. Ta chẳng dám nhận gọi bằng tiền bối. Đó là lẽ thường, xin tiền bối chớ thối thác. À, xin tiền bối cho tại hạ biết chừng nào mới rõ được thân thế của tại hạ. Điều đó chẳng còn bao lâu nữa đâu. Tại sao giờ không cho biết? Sợ sẽ làm náo động ra. Và công lao cố gắng trong vòng mấy năm sẽ bị tiêu tan theo mây khói. Tại hạ muốn biết thân thế của tiền bối và luôn cả lai lịch của nghịch lữ quái khách cùng mấy người kia. Song nếu tiền bối thấy không tiện thì tự mình tại hạ tìm hiểu cũng được. Thiếu chủ đã hiểu lầm rồi.
Việc này bất đắc dĩ phải làm như thế, chứ nào muốn có ý làm ra vẻ bí mật đâu. Tại hạ đã hiểu. Thiếu chủ, giờ ta chỉ có thể xin kể một ít về những sự đã qua. Tại hạ không ép buộc. Ta cùng nghịch lữ quái khách và quái khất nhiếp phi, và một người nữa là bốn tiểu đồng của chủ nhân ngày trước đó. Còn một người nữa mà tiền bối vừa nói đó là ai? Thiếu chủ muốn biết, tùy ở tiền bối thôi. Người ấy là Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên. Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên? Phải đâu. Người ấy giờ đâu rồi? Ta đã tìm mười mấy năm nay mới tìm ra được đó. Châu Thanh bắt đầu chú ý hỏi. Tại sao vậy? Bởi vì người ấy rất có thể có quan hệ đến cái chết thảm thiết của chủ nhân. Có thể cho tại hạ biết được đôi chút không? Quỷ ảnh tử than khẽ và với giọng nói buồn buồn nói. Thiếu chủ, ngày xưa chủ nhân đã luyện được thuật Kim Cang Bất Hoại Thần Công. Môn võ công ấy có thể nói trong thiên hạ không một ai có thể hại người chết được đâu. Song chủ nhân lại bị ám hại. Việc ấy thật không ai có thể ngờ được. Châu Thanh càng nghe, càng thấy đau khổ, ngậm ngùi, càng lên tiếng thúc giục. Về sao thế nào? Khi chủ nhân bị ám hại thì trong số bốn tiểu đồng chúng tôi chỉ có một mình Tam Chỉ Tri Hồn Mã Ô Xuyên ở bên cạnh chủ nhân thôi. Ông ta là hung thủ, giờ chưa có thể quyết định được. Trong khi chủ nhân bị hại thì người ấy cũng bị mất tích luôn. Mười năm trời, bọn chúng tôi cùng hai người tiểu đồng lùng kiếm khắp chân trời góc bể, với ý định là phải tìm ra sự bí mật này. Có kết quả gì không? Có. Ba năm trước, tôi có đến Tam Hiệp và vô tình phát hiện một cái xác bị hại bởi Kim Cang Chỉ Công. Mà thuộc Kim Cang Chỉ Công năm xưa chủ nhân chỉ được truyền mỗi một mình cho Tam Chỉ Tri Hồn Mã Ô Xuyên. Trong võ lâm đến ngày nay chưa có một nhân vật thứ hai nào có thể sử dụng được môn chỉ công ấy. Có thể đoán chắc như thế được chứ? Chắc chắn là như vậy. Rồi sao ra sao? Trong ba năm này tôi rảo khắp vùng Tam Hiệp và cuối cùng tôi có nhờ đến cái bàn giúp sức. Tiền bối làm như vậy theo tại hạ thấy thì hoài công. Cứ theo kẻ bị nạn chết chưa hẳn phải là Mã Ô Xuyên hạ thủ. Đồng thời địa vị và thân thế của nạn nhân cũng là một điều vô cùng hệ trọng. Tôi đã dò xét kỹ càng và biết đích thực nạn nhân là Tiểu Thần Long Triệu Tư thuộc Hắc Đạo vùng Trường Giang. Châu Thanh trầm tư giây lâu rồi đoạn nói. Tôi sẽ cố gắng dò xét hành tung của ấy. Tôi chỉ có thể kể cho thiếu chủ biết đến đây thôi. Tốt, vậy ta đi thì vừa. Thiếu chủ, theo tôi nghĩ thì thiếu chủ nên cải trang đi. Bây giờ thiếu chủ là mục tiêu của hàng ngàn cặp mắt đang dòm ngó đến đâu. Ta không thích làm những chuyện hèn yếu đó. Thiếu chủ à, gặp lúc ta cũng cần phải quyền biến để khỏi tổn hại đến đại sự. Hơn nữa chuyện cải trang cũng không gọi là hành vi hèn yếu đâu. Việc ấy cần lắm sao? Rất cần. Giờ thiếu chủ làm sao cũng phải về ngay Địa Linh Cung càng sớm càng tốt. Khi thiếu chủ về đến nơi thì tôi cũng sẽ dâng ngài bảo vật cho thiếu chủ. Châu Thanh suy nghĩ hồi lâu, chàng nhận thấy lời đề nghị của quỷ ảnh tử rất là hợp lý. Bảo toàn bộ kỳ thư công cộng tàn giảng, đồng thời chàng cũng nóng lòng về đến để thăm Địa Linh phu nhân, để hỏi rành thân thế của chàng. Nghĩ đoạn chàng liền hỏi, làm thế nào để cải trang đây? Đây, tôi có mang sẵn theo mặt nạ, tóc giả cùng quần áo thiếu chủ tiếp lấy. Lời vừa dứt, Châu Thanh đã thấy một gói đồ to tướng từ sau bay lại. Chàng nhanh nhẹn đưa tay tiếp lấy và mở ra xem. Thấy trong ấy một chiếc mặt nạ mỏng tựa da người, một lưới tóc giả, một bộ quần áo và một chiếc thắt lưng. Chàng lần lượt mang vào mình, đoạn bẻ một nhánh cây làm chiếc gậy, khom lưng chống đi ra vẻ như một cụ già lũ khụ. Bỗng chàng nghe quỷ ảnh tử mừng rỡ bảo, giờ thiếu chủ có thể lên đường được rồi. Châu Thanh lần ra khỏi rừng và bắt đầu bước lên con đường cái quan. Chàng nhìn quanh qua xem thử
xác của Ba Kim Cang, của Nhất Thống Giáo còn nằm ở đó không? Song chàng không thấy đi đâu cả, và chắc chắn là họ đã được đem đi rồi. Châu Thanh nhờ cải trang nên suốt dọc đường không có gì là trở ngại. Ngày hôm ấy chàng thầm tính đã biết Địa Linh Cung cũng không còn bao xa nữa là đến nơi. Tuy công việc đã đạt đến mức cao thâm, song vì ngày đêm hành trình nên không khỏi cảm thấy mỏi mệt. Thuận đường đi ngang qua một tửu điếm, chàng liền ghé vào kêu một hũ rượu và mấy món thức ăn. Chàng vừa ăn vừa suy nghĩ mông lung, bất giác chàng thở ra một hơi dài ảo não. Lão trượng có điều chi phiền muộn vậy? Giọng nói từ bàn bên cạnh hỏi qua. Châu Thanh giật mình quay lại, liền thấy người hỏi là một thư sinh tuổi trạc 20, mặt mày tuấn tú, người nho nhã. Chàng khẽ gật đầu chào hỏi. Huynh đài, thiếu niên lộ vẻ ngạc nhiên. Châu Thanh bỗng trực nhớ lại, giờ chàng đã đóng vai cụ già tóc bạc nên vội đỡ lời. Cảm ơn tiểu huynh đài đã quan tâm hỏi đến. Lão đã già rồi, ăn nói lẩn thẩn, tiểu huynh đài đừng có cười nha. Thiếu niên thư sinh nhìn Châu Thanh mấy lượt, rồi đoạn nói. Lão trượng chắc có điều chi khó nói ở trong lòng. Chẳng có việc gì, chẳng qua là cảm thấy buồn buồn thôi. Tiểu sinh này đã làm rộn lão trượng rồi. Nói đoạn liền quay người đi nơi khác. Châu Thanh mỉm cười nghĩ bụng. Chàng thư sinh y xem bộ có vẻ là một người lương thiện. Bỗng vừa lúc ấy lại có một giọng nói khàn khàn phát lên. Ê, tên tiểu tử kia, một mình ngươi lo chưa xong, còn làm bộ lo cho kẻ khác hay sao? Châu Thanh vội quay đầu nhìn lại. Chàng thấy người vừa nói là một lão già ốm nhom, ngồi nơi chiếc bàn kê ở góc tửu điếm. Chàng lại quay sang thiếu niên thư sinh, chỉ thấy y như vẻ không nghe gì cả, điềm nhiên ngồi ăn uống ngon lành. Chập lâu, lão nhân gầy ốm đưa tay lên vuốt mép và lảm nhảm như nói một mình. Đã giàu phải hàng cọp mà còn làm bộ. Thật là buồn cười. Bỗng chàng thiếu niên thư sinh quát mắt liếc nhanh qua lão nhân gầy ốm rồi hừ một tiếng lạnh lùng. Cũng vừa lúc ấy, từ ngoài lại bước vào cửa thêm năm tên đại hán mặc toàn áo trắng. Châu Thanh vừa thấy không khỏi giật mình. Năm tên bạch y đại hán chính là thuộc hạ của Nhất Thống Hội, dẫn đầu chính là diệu thủ thư sinh Bùi Trang. Vì chàng đã cải dạng nên nhận ra đối phương mà đối phương không nhận ra chàng được. Thiếu niên thư sinh khẽ nhìn qua Châu Thanh cười hỏi. Chẳng hay lão trượng quê quán ở nơi nào? Châu Thanh buộc miệng đáp. Ở Giang Tả. Vậy thì hợp quá. Tiểu sinh này cũng là người ở Giang Tả. Nếu thấy lão trượng là trưởng lão nơi quê của tiểu sinh, chẳng hay lão trượng có điều chi chỉ giáo? Châu Thanh cười thầm đoạn mở miệng cười ha hả. Rồi đánh lảng nói. Tốt quá. Lão phù đang cảm thấy cô đơn, qua đây chơi đàm đạo. Thiếu niên thư sinh liền bưng đồ sang bên bàn của Châu Thanh và ngồi đối diện với chàng. Tiểu sinh xin kính lão trượng một ly. để đó đi. Lão nhân gầy ốm thấy vậy bỗng phát ra một tràng cười lạ lùng. Bỗng lúc ấy từ ngoài lại có thêm ba đại hán hấp tấp chạy vào, đi ngay đến chỗ của thiếu niên thư sinh ngồi, rồi liền lên tiếng bảo. Bằng hữu, bổn chủ nhân muốn mời ngươi qua bên kia nói chuyện một chút. Thư sinh giật mình nói, mời ta ư? Ừ. Tại hạ là một nho hàng, chẳng hài quý chủ nhân có điều chi mà cần tới tại hạ vậy? Tên đại hán cười khải và lên tiếng bảo. Toàn tú tài khỏi phải giả vờ vô ích, lời đã truyền, còn đi hay không là tùy ở ngươi. Nói đoạn liền quay người bỏ đi. Châu Thanh xem ra hai đại hán ấy chính là thuộc hạ của Thông Thiên Giáo. Song chàng không biết họ gì đâu mà cũng tìm đến chàng thiếu niên thư sinh này. Xem vậy sự việc chẳng phải là đơn giản. Chàng giả vờ không hiểu hỏi. Tiểu huynh, họ là ai vậy? Tiểu sinh cũng không biết. Tiểu huynh đi không? Xem ra không đi không được. Tiểu huynh tên gọi là chi vậy? Tiểu sinh từ thuở nhỏ theo nghiệp đèn sách và đến giờ vẫn là một tên bạch đinh. Tên gọi là Dương Trung Chấp và thiên hạ thường gọi ngạo là Toan Tú Tài. Nếu lão phu không lầm thì tiểu huynh là một cao thủ võ lâm.
Điều đó thì cũng chẳng dám giấu gì lão trưởng. Vì học kinh thư không thành nên chuyển sang học kiếm. Xong học kiếm cũng không thành đâu vào đâu, nên giờ biến thành kẻ văn chẳng ra văn mà võ cũng chẳng ra võ. Tiểu huynh nói chuyện rất là có duyên. Còn lão trưởng, lão trưởng phương danh quý tánh là chi? Lão phù họ Châu. Châu lão trưởng. Lão nhân ngồi nghe lộ vẻ bực tức, bỗng đứng dậy, bước lại gần Châu Thanh và Toan Tú Tài, Dương Trung Chấp, lạnh lùng bảo: Tiểu tử, hiện giờ tứ phía đã bị bao phủ cả rồi, nay người có một cánh cũng khó mong thoát được. Vậy chi bằng ngươi đem vật ấy ra cho lão phu mượn dùng tạm thời gian, và sau này sẽ trả lại cho ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Toan Tú Tài thản nhiên hỏi: Các hạ nói gì tôi không hiểu. Lão phu chỉ nghĩ điều lợi hại cho ngươi. Tuổi trẻ chuyện gì phải vì một bảo vật bất tường mà phai lụy đến thần chứ. Châu Thanh nghe tới đây, chàng đã đoán biết ít nhiều. Chàng định chắc rằng trong người thiếu niên này thế nào cũng có một món bảo vật quý giá, nên mới khiến cho nhân vật trong võ lâm chú ý đến, kể cả Nhất Thống Hội cùng Thông Thiên Giáo cũng lâm le muốn đoạt. Song chưa biết vật ấy là vật gì. Toan Tú Tài lạnh lùng nói: Từ Mã Triệu, có lòng tốt như vậy, ta xin ghi nhớ ở trong lòng. Các hạ đã biết là vật bất thường mà còn nằng nặc đòi đoạt lấy, chẳng phải tự muốn gánh họa vào thân hay sao? Lão nhân gầy ốm nhếch miệng cười nham hiểm bảo: Tiểu tử chẳng biết trời cao đất rộng, chớ có trách lão phù. Lời vừa đến đây, cánh tay dài cũng vừa đưa ra, nhanh như điện chớp chập ngay vào người của thiếu niên. Toan Tú Tài vội đẩy ghế phóng sang một bên né tránh, đoạn đưa tay phất phất điệu bộ như đùa giỡn và nói: Người quân tử chỉ dùng lời nói chứ không dùng tay chân. Lúc ấy thực khách ở trong tửu điếm thấy vậy vội vã trả tiền rồi lần lượt kéo ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại Diệu Thủ Thư Sinh cùng bốn thuộc hạ và một lão nhân ngồi xem mà thôi. Lão nhân gầy ốm cười khải một tiếng, đoạn tiếp tục cử luôn hai tay lên mấy ngón tay xòe ra, tựa như là móng diều hâu đớp mồi, bấu mạnh vào Toan Tú Tài. Toan Tú Tài kinh hoàng lách người đụng phải vào mình của Châu Thanh. Châu Thanh giả vờ bị té xuống ghế. Toan Tú Tài né tránh xong thấy công của đối phương, đoạn vội vã đỡ Châu Thanh lên rồi luôn miệng xin lỗi: Vô ý làm lão trưởng phải giật mình, tiểu sinh đáng tội. Châu Thanh vẫn giả vờ sợ sệt nói: Đang yên lành như vậy sao lại đánh lộn với nhau chứ? Lão trưởng, đây là trường hợp người thiện bị gây sự. Châu Thanh quay sang lão nhân gầy ốm giờ ra vẻ giận nói: Tiểu sinh, người ác tức sẽ gặp ác trị lại. Tiểu sinh ở đây đợi mà xem. Lão nhân gầy ốm bấu không trúng đối phương, tức giận hầm hầm, không còn nghĩ lợi hại gì nữa. Hắn ta liền cử chưởng, người nhanh như điện chộp thẳng vào ngực của Toan Tú Tài. Châu Thanh định ra tay can thiệp xong lại thôi, và yên trí đưa mắt nhìn. Lúc ấy Diệu Thủ Thư Sinh bỗng đẩy ghế đứng dậy lạnh lùng nói: Ô Cốt Ma, người bạn họ Dương này đã được bổn hội chủ bảo hộ rồi. Thì ra lão nhân gầy ốm kia chính là Ô Cốt Ma, đã khét tiếng một tay độc ác vô hạn. Ô Cốt Ma cười khải và bảo: Diệu Thủ Thư Sinh, Nhất Thống Hội muốn độc chiếm Ngư Long Châu, sợ chẳng phải là điều dễ đâu.